Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump bị ban vận động của bà Harris bóc mẽ, kêu gọi cần dừng ngay các chiêu trò. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức từ chối đề xuất của cựu Tổng thống Donald Trump về việc tổ chức một cuộc tranh luận trên kênh truyền hình Fox News vào ngày 4 tháng 9. Thay vì chấp nhận đề xuất này, ban vận động của bà Harris đã lên tiếng nhấn mạnh rằng Donald Trump cần dừng ngay các chiêu trò và nên tham gia vào cuộc tranh luận chính thức đã được hai bên thống nhất tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Trong một tuyên bố chi tiết, ban vận động của Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh rằng bà sẽ có mặt để tham gia cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9, một cơ hội quan trọng để bà trình bày quan điểm của mình trước toàn bộ khán giả quốc gia trong khung giờ vàng. Bà Harris khẳng định rằng sự xuất hiện của bà trong cuộc tranh luận này là cần thiết để cung cấp cho cử tri một cái nhìn rõ ràng về chính sách và kế hoạch của bà. Đồng thời, bà cũng bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về việc tổ chức các cuộc tranh luận tiếp theo nhằm đảm bảo rằng cả hai chiến dịch đều có cơ hội bình đẳng để đưa ra các lập luận và giải đáp các vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm. Tuyên bố của ban vận động tranh cử của bà Harris không chỉ phản ánh sự quyết tâm của bà trong việc thực hiện các cam kết tranh cử, mà còn gửi một thông điệp rõ ràng đến đối thủ của bà rằng các cuộc tranh luận cần được tổ chức một cách công bằng và nghiêm túc, theo đúng lịch trình đã được xác định từ trước. Bà Harris gây quỹ gấp đôi ông Trump trong tháng 7. Ngày 2 tháng 8, đội ngũ tranh cử của cả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump công bố tổng số tiền mà cả hai bên đã huy động được trong tháng 7. Theo đó, đội ngũ tranh cử của bà Harris cho biết họ đã huy động được $310 triệu trong tháng 7 nhờ vào các khoản đóng góp nhỏ được chuyển vào quỹ chiến dịch sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris, theo hãng tin Reuters. Đội ngũ tranh cử của nữ phó tổng thống cho biết hơn $200 triệu trong số $310 triệu được huy động ngay trong tuần đầu tiên sau khi bà Harris tuyên bố tranh cử. Ngoài ra, số tiền quyên góp trong tháng 7 phần lớn đến từ những nhà tài trợ lần đầu và 94% số tiền huy động là từ $200 trở xuống. Đội ngũ tranh cử của bà Harris nói rằng số tiền huy động trong tháng 7 nâng tổng số tiền mà bà Harris và ông Biden trước đây huy động được lên tới $1 tỷ. Đây được coi là tốc độ gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử mà một chiến dịch tranh cử tổng thống vận động được. Con số $310 triệu mà bà Harris huy động được cao hơn gấp đôi con số $138.7 triệu mà phía ông Trump huy động được trong tháng 7. Dù vậy, số tiền gây quỹ của ông Trump trong tháng 7 vẫn cao hơn 24% so với con số $111.8 triệu mà cựu tổng thống huy động được vào tháng 6. Trong một diễn biến khác, bà Harris đã nhận được số phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử của đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống, theo Reuters. Đảng Dân Chủ đang tiến hành cuộc bỏ phiếu trực tuyến bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào ngày 5 tháng 8 nhằm bầu ra ứng viên tổng thống đại diện đảng để đối đầu với ông Trump. Bà Harris là ứng cử viên duy nhất đủ điều kiện lọt vào vòng bỏ phiếu điện tử này. Bà Harris cho biết bà sẽ chính thức chấp nhận đề cử vào tuần tới sau khi thời gian bỏ phiếu trực tuyến kết thúc. Tài sản của ông Trump mất bao nhiêu khi bà Harris ra tranh cử? Giá trị cổ phần của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social giảm mạnh kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử. Theo đài CNN ngày 1 tháng 8, giá trị cổ phần của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại công ty Trump Media, công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social do ông Trump sáng lập, đã giảm $900 triệu kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 7. Kể từ khi bà Harris ra tranh cử, giá cổ phiếu của Trump Media đã giảm khoảng 23%, bao gồm một đợt giảm mạnh vào ngày 1 tháng 8 trong bối cảnh thị trường bán tháo rộng rãi. Giá trị cổ phần của ông Trump tại Trump Media ở mức hơn $4 tỷ tính đến ngày 19 tháng 7, ngày giao dịch cuối cùng trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi cuộc đua. Kể từ đó, giá trị cổ phần của ông Trump đã giảm xuống còn khoảng $3.1 tỷ.
Đợt bán tháo diễn ra khi các cuộc thăm dò toàn quốc và tại các bang chiến trường cho thấy cuộc đua quyết liệt giữa ông Trump và bà Harris. Cổ phiếu đã trở thành phương tiện để các nhà giao dịch phố Wall đặt cược vào triển vọng cựu Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, vì Truth Social có thể trở thành nền tảng truyền thông của Tổng thống nếu ông Trump thắng cử. Vào tháng 6, giá cổ phiếu của Trump Media đã tăng đột biến sau màn tranh luận thảm hại của ông Biden. Cổ phiếu tăng trở lại vào tháng trước sau khi ông Trump bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Bên cạnh việc giá cổ phiếu giảm mạnh, mạng xã hội Truth Social đang phải vật lộn để giành được sức hút trong thế giới truyền thông xã hội. Số lượng người truy cập vào Truth Social trong tháng 6 giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trump cho rằng bà Harris không tôn trọng chủng tộc. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động về Phó Tổng thống Kamala Harris, khiến dư luận dậy sóng vào ngày 31 tháng 7 năm 2024. Trong một buổi hội thảo tổ chức bởi Hiệp hội các nhà báo da màu quốc gia tại Chicago, ông Trump đã chỉ trích bà Harris với những lời lẽ nặng nề cáo buộc bà không tôn trọng chủng tộc. Theo ông Trump, bà Harris vốn gốc Ấn Độ, trước đây luôn khẳng định di sản gốc Ấn của mình, nhưng gần đây lại bỗng nhiên tự nhận mình là người da đen để đạt được lợi ích chính trị. Ông nhấn mạnh rằng trước đây bà Harris không hề được biết đến với danh tính da đen và đặt nghi vấn về sự thay đổi đột ngột này. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong một phiên hỏi đáp căng thẳng và đầy kịch tính. Ông đã đưa ra những chỉ trích không chỉ về vấn đề chủng tộc của bà Harris mà còn về cách bà đang lợi dụng danh tính của mình. Trả lời các câu hỏi từ nhà báo Rachel Scott của ABC News về việc bà Harris từng học tại Đại học Harvard, một trường đại học nổi tiếng với cộng đồng sinh viên da đen, ông Trump đã từ chối phản hồi trực tiếp và không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cáo buộc của mình. Phát ngôn viên chiến dịch của bà Harris đã phản ứng mạnh mẽ, gọi tuyên bố của ông Trump là thảm họa hoàn toàn và chỉ trích ông vì đã thể hiện bộ mặt thật của mình. Bà Harris khi được hỏi về những phát ngôn của ông Trump đã chỉ trích chúng là màn kịch cũ rích, nhấn mạnh rằng chúng thể hiện sự chia rẽ và thiếu tôn trọng. Bà khẳng định rằng người Mỹ xứng đáng có một lãnh đạo nói sự thật và không phản ứng bằng thái độ thù địch khi đối mặt với sự thật. Nhà Trắng cũng đã chỉ trích mạnh mẽ những phát ngôn của ông Trump, với thư ký báo chí Karine Jean-Pierre lên án việc ông Trump xúc phạm và khẳng định không ai có quyền yêu cầu người khác phải định hình bản thân theo cách mà họ muốn. Cùng lúc, bà Harris, người đã tạo dấu ấn lịch sử với vai trò là phó tổng thống đầu tiên vừa da màu vừa gốc Á, đã trở thành mục tiêu tấn công liên tục của ông Trump. Đặc biệt, ông Trump còn cáo buộc bà có thái độ chống Do Thái, mặc dù bà có chồng là người Mỹ gốc Do Thái. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới dự kiến sẽ là cuộc đua gay cấn giữa bà Harris và ông Trump. Một khảo sát gần đây của Bloomberg News Morning Consult cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở 4 trong 7 bang chiến trường, trong khi cựu tổng thống chỉ chiếm ưu thế ở 2 bang. Tình hình chính trị đang diễn biến nhanh chóng và cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục căng thẳng và đầy kịch tính. Tạm vượt mặt ông Trump, bà Harris không thể chủ quan. Bà Kamala Harris hiện đang có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng tình trạng tuần trăng mật này có thể không kéo dài lâu khi ông Donald Trump và các đồng minh tìm cách phản ứng. Theo Tony Fabrizio, chuyên gia thăm dò ý kiến của cựu Tổng thống Donald Trump, thời điểm hiện tại có thể coi là tuần trăng mật của Phó Tổng thống Harris, nhờ sự chú ý từ truyền thông và năng lượng tích cực mà bà mang lại cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử. Bà Harris ở tuổi 59 còn trẻ hơn ông Trump nhiều và có phong thái tràn đầy sức sống. Với kinh nghiệm là công tố viên và tổng trưởng lý bang, bà tạo ra một hình ảnh đối lập với ông Trump đang gặp nhiều rắc rối pháp lý. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sau những bất ngờ về việc Tổng thống Joe Biden quyết định không tái tranh cử để bà Harris có cơ hội, đảng Cộng Hòa đang tích cực tìm kiếm điểm yếu của bà để tấn công. Một trong những điểm mà ông Trump và phe Cộng Hòa nhắm đến là chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công của bà Harris vào năm 2019 khi bà thất bại trước ông Biden. Chiến dịch của bà Harris khi đó gặp nhiều vấn đề như thông điệp không rõ ràng, bất đồng nội bộ và một số sai lầm trong các cuộc phỏng vấn. Bà cũng chuyển hướng sang cánh tả trong nỗ lực thu hút cử tri đảng Dân Chủ trong vòng sơ bộ.
Các lập trường của bà vào thời điểm đó bao gồm việc ủng hộ loại bỏ bảo hiểm y tế tư nhân, cải cách cảnh sát, phi hình sự hóa hành vi vượt biên trái phép và ủng hộ Green New Deal. Hiện có thể trở thành điểm yếu trước đảng Cộng Hòa. David McCormick, ứng viên của đảng Cộng Hòa tranh cử vào Thượng viện tại Pennsylvania, đã nhanh chóng phát động quảng cáo truyền hình nhắm vào những quan điểm của bà Harris từ năm 2019. Ông Trump cùng đội ngũ chiến dịch cũng đã đăng tải video chỉ trích bà với tiêu đề Gặp gỡ Kamala Harris, cực đoan của San Francisco, tập trung vào các chính sách mà bà đã ủng hộ. Các nhà phân tích cho rằng bà Harris sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn toàn tách biệt mình khỏi các chính sách của chính quyền Biden. Đảng Cộng Hòa đang tìm cách gắn bà với những vấn đề như chính sách nhập cư dựa trên các phát biểu trước đây của bà. Taylor Budovic, người điều hành Ủy ban Chính trị Liên kết với ông Trump, nhấn mạnh sự cần thiết phải phơi bày những điểm yếu của bà Harris qua quảng cáo truyền hình. Trong khi đó, bà Harris sẽ phải chứng tỏ với cử tri rằng bà đại diện cho điều gì và có những điểm mạnh gì. Theo Gray Varoga, việc chọn lựa phó tướng phù hợp là bước quan trọng giúp cử tri hiểu rõ hơn về định hướng chính trị của bà. Trong những tuần tới, cách bà Harris định hình hình ảnh và lập trường của mình sẽ ảnh hưởng lớn đến sự đánh giá của công chúng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Điều này sẽ quyết định liệu tuần trăng mật của đảng Dân Chủ có kéo dài hay kết thúc trong đau đớn. Anthony Zuche, nhà phân tích của BBC nhận định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!